Thứ nhất là đề nổ bằng nút remote, đề nổ bằng remote theo xe. Thứ hai là tự động mở cửa khi đến gần và đi xa, tự động khóa cửa 100% là cảm giác. Ngoài ra sản phẩm này còn có cảnh báo cho trường hợp mà xuất nhập xe trái phép, chức năng tự động đề nổ xe khi mà ắc quy yếu vào trong xe bằng mật khẩu trên cánh cửa xe. Bây giờ em cũng thực hiện thao tác đề nổ xe cho các anh chị xem. Để đề nổ xe chúng ta bấm khóa 2 lần, 1, 2, bắt đầu lock và xe nhận tín hiệu xử lý và chuẩn bị phát ra tín hiệu đề nổ. Hiện tại là chưa nổ, mất khoảng độ mấy giây thì xe bắt đầu lock xong và sẽ tự động nổ. Được chưa? Xe đã nổ, được chưa? Để thực hiện tắt xe thì chúng ta lại bấm khóa 2 lần. Ngay lập tức là xe tắt, thời gian tắt nhanh hơn so với thời gian mở. Bộ này có chức năng nữa, đấy là đến gần tự động mở và đi xa tự động khóa. Hiện tại xe đang ở chế độ là mở. Hiện tại đang mở, bây giờ đi xa khi có một tiếng sinh nhan sáng thì khi đấy là xe đã được khóa. Như vậy là xe được khóa. Sau khoảng độ 5 đến 10 giây thì chúng ta quay lại vị trí xe thì xe sẽ mở. Em quay lại vị trí vào cái cửa xe học xong chúng ta. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đã được mở. Ngoài ra, bộ này còn có một chức năng nữa, đấy là khi chúng ta để khóa trong xe. Chúng ta để khóa trong xe. Ví dụ như kính đã lên hết rồi thì chúng ta bấm khóa cửa. À xin lỗi. Ví dụ khóa cửa chúng ta để trong xe. Và chúng ta vào xe thì chúng ta có thể bấm nút vào vị trí này bằng cách đấy là ấn giữ khi phát ra một tiếng kêu. Ok, như vậy là bắt đầu kích hoạt chế độ mở bằng mật khẩu. Đối với nguyên bản của xe thì là 4 số 1, một lần bấm nó sẽ phát ra một tiếng kêu.